Dùng quá. Nhà đến thời mình làm gì còn có cái này nữa. Mình nhạc sàn. Thời mình là lễ loa đập vé nhỉ. Mày là, tới này như kiểu thời mày là nhạc sàn rồi, đã bốc rồi. Không. Trong buồng thôi, có chị có với cô Pau hay sao ấy, trong buồng đấy. Không, ở đây không bảo đâu, như trước tao đi tao cũng được ấy, bọn nó cứ xong một lúc một người tiến một người lùi các kiểu, xong là thứ tự ấy, nó bảo trước rồi. Xong là đến lượt ai thì làm cái gì nó đến nó báo trước ấy. Ở đây này. Ghế đầy phải không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.